Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của ca sĩ Quế Như, cô ruột của Phương Mỹ Chi qua đời. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, sau khi anh trai cô qua đời 4 ngày do Covid-19, Phương Quế Như được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 1. Tuy nhiên, do bệnh tình của Phương Quế Như trở nặng, cô được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Phương Quế Như vẫn không qua khỏi. Cô qua đời lúc 1 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, Phương Quế Như thường đi hát những ca khúc anh sáng tác. Hiện tại nữ ca sĩ còn 2 bài dở dang chưa thực hiện. Út, tên thân mật gọi của Phương Quế Như là người sống nội tâm. Một tuần chúng tôi liên lạc từ 2 đến 3 lần. Út sống khép kín lắm, nam nhạc sĩ chia sẻ. Anh tâm sự điều khiến bản thân ngưỡng mộ nhất ở Phương Quế Như là tình yêu dành cho âm nhạc. Dù khiếm thị song nữ ca sĩ vẫn nỗ lực trau dồi về nghề. Tô Hiếu nói thêm, Phương Quế Như cũng thường xuyên tâm sự về cuộc sống của mình cho anh nghe. Đó được xem là chất liệu để nam nhạc sĩ đưa vào các sáng tác của mình, trong đó có bài Tàn phế. Út bị khiếm thị, kiếm tiền chủ yếu qua việc dạy học, chứ đi hát cũng ít show lắm. Út rất ít khi nhận show vì không tiện đi tới đi lưu. Mùa dịch này Út cũng khó khăn vì học trò không đến học được. Tôi giúp Út được phần nào thì giúp. Út chỉ tâm sự với tôi, chứ ngại nói ra hoàn cảnh của mình với mọi người vì không muốn được thương hại, anh nói. Được biết, Quế Như là cô ruột của Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ là chỗ dựa tinh thần, vừa là người đóng góp xây dựng phong cách âm nhạc, thời điểm giọng ca sinh năm 2003, tham gia cuộc thi giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên. Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi xót xa khi nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 47. Một tài khoản bình luận: tiễn biệt cô, cảm ơn cô đã đưa Phương Mỹ Chi đến với âm nhạc. Người xem khác chia sẻ: cô này đợt trước, cô vô xóm mình hát, cô hát hay lắm, thương cô quá, cô còn trẻ quá mà. Người xem khác bộc bạch: Phương Quế Như sinh năm 1974 là một ca sĩ dòng nhạc dân ca. Dù bị khiếm thị, song cô vẫn giàu nghị lực, vượt qua để theo đuổi nghệ thuật. Cô thu âm một số ca khúc như Nỗi lòng cô Út, Tàn phế, Nỗi niềm xa anh. Dù khiếm thị song cô ruột của Phương Mỹ Chi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình yêu dành cho âm nhạc. Từ 14-15 tuổi, Phương Quế Như đã tham gia ca hát, biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc. Năm 18 tuổi, căn bệnh tiểu đường đã ảnh hưởng sức khỏe và khiến cô phải chia tay với sân khấu. Sau đó, do biến chứng của căn bệnh này đã khiến mắt cô mờ đi và gần như không nhìn thấy gì được nữa. Một thời gian dài, nữ ca sĩ suy sụp tinh thần như rơi vào vực thẳm. Thế rồi cơm áo gạo tiền thôi thúc và cả niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc vẫn âm ỉ trong lòng đã đưa cô trở lại với lời ca tiếng hát, nhưng qua hình thức khác. Cô là cô ruột của ca sĩ Phương Mỹ Chi, Á quân The Voice Kids năm 2013. Đồng thời, cô cũng là thầy dạy hát đầu tiên của Phương Mỹ Chi. Phương Quế Như từng sống cùng gia đình Phương Mỹ Chi ở căn nhà nhỏ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc thi, từ năm 2014 đến khi mất, gia đình Phương Mỹ Chi và cô Út không còn sống chung. Phương Quế Như quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục năm qua, cô luôn giữ đam mê âm nhạc bằng nghề dạy hát. Năm 2020, cô ra MV Tàn phế, lấy cảm hứng từ một giai đoạn u tối trong đời mình và cách vượt lên số phận. Phương Quế Như mất năm 2021, cô mất ở tuổi 47. Rạng sáng ngày 16 tháng 8, sau hơn 10 ngày điều trị Covid-19 và đã không qua khỏi. Trước đó, cô bị lây nhiễm virus từ anh trai, bản thân cô cũng có đến 5 bệnh nền. Phương Quế Như yêu âm nhạc từ nhỏ, cô có giọng ca dễ lay động lòng người. Gian gần đây, Phương Quế Như thu âm một số ca khúc với Nỗi niềm xa anh, Tàn phế là sáng tác của nhạc sĩ Tô Hiếu. Cô thường thả lòng mình qua âm nhạc và MV Tàn phế cũng vừa được quay một cách chân thực giản dị như chính con người của ca sĩ Phương Quế Như. Về ca khúc chia sẻ cùng chuyện đời như cổ tích của ca sĩ Phương Quế Như, nhạc sĩ Tô Hiếu viết riêng ca khúc mang tên Tàn phế để tặng cho cô, với mong muốn đem lại cho cô tiếng cười, nghị lực sống. Dù khiếm thị, nhưng Phương Quế Như, cô út của Phương Mỹ Chi vẫn đi dạy hát cho học trò. Cô vẫn kiếm tiền bằng chính sức lao động và tình yêu âm nhạc của mình, vẫn có tình yêu, vẫn vui vẻ với cuộc đời. Trong cuộc thi giọng hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi và người cô út trong gia đình nghệ sĩ khiếm thính, Phương Quế Như đã làm nên một hình ảnh đẹp, gây xúc động đặc biệt với khán giả qua câu chuyện cô kèm cặp cháu gái từ lúc mới 6 tuổi, thể hiện bài Chim trắng mồ côi. Sau khi cháu gái nổi tiếng, Quế Như vẫn có một thời gian đồng hành cùng cháu trong công việc cho đến năm 2014, gia đình Phương Mỹ Chi mua nhà mới và tách ra ở riêng. Nhiều mối mâu thuẫn, họ đã không còn liên lạc với nhau. Rồi Quế Như chia sẻ trên mặt báo, tố gia đình cháu gái vô ơn, Phương Mỹ Chi không chào hỏi khi gặp cô ruột.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.